những điều cần làm sau khi bị đầy bụng, thì cái đầy bụng sẽ dẫn đến là mình ăn uống sẽ rất là khó chịu. Từ đấy là mình sẽ ăn uống bị ít đi và cái cơ thể của mình thì sẽ bị yếu đi, bởi vì là không nạp đủ cái chất dinh dưỡng vào trong cái cơ thể thì cái sức đề kháng của mình nó cũng sẽ kém và mẹ sẽ dễ bị mắc nhiều bệnh hơn. Thế nên là nó cái vấn đề mà bị đầy bụng nó không chỉ đơn giản là mình cảm thấy đầy bụng đâu, mà nó sẽ ảnh hưởng đến cái hệ miễn dịch của mình rất là nhiều. Thì hôm nay mẹ Tâm sẽ chia sẻ với mẹ cái cách để làm sao mà mình có thể vượt qua được những cái cơn đầy bụng mà nó gây lại những cái khó chịu cho bản thân mình. Thì trước tiên mình không phải là mình sẽ đi mua một liều thuốc để mình uống ngay, mà cái việc đầu tiên mẹ Tâm muốn các mẹ cần xác định rõ cái nguyên nhân mà gây đầy bụng, bởi vì đầy bụng có rất nhiều nguyên nhân. Ví dụ như là cái hệ vi sinh vật, vi khuẩn ở trong đường ruột nó bị mất cân bằng thì nó cũng sẽ dẫn đến là cái bị đầy bụng vì thức ăn nó bị khó tiêu, hoặc là những cái ăn mình ăn những cái đồ khó tiêu chẳng hạn thì cái trong cái dạ dày của mình thức ăn nó bị khó tiêu, nó bị dồn ứ lại sẽ khiến mình bị đầy bụng. Hoặc là một cái nguyên nhân khác đấy là bị viêm loét dạ dày, tá tràng cũng sẽ dẫn đến là cái hệ tiêu hóa của mình nó tiêu hóa thức ăn cũng như là co bóp thức ăn nó không hiệu quả và sẽ dẫn đến là bị đầy bụng khó chịu. Thì mình cần phải xác định rõ xem là cái nguyên nhân là vì đâu và mình sẽ truy ngược trở lại xem là mấy hôm gần đây mình có uống kháng sinh không, bởi vì là khi mà uống kháng sinh thì cái hệ vi khuẩn đường ruột nó sẽ bị mất cân bằng, các khuẩn đường ruột tốt nó bị tiêu diệt bởi kháng sinh, thì lúc đấy mình sẽ cần phải điều chỉnh lại chế độ ăn để có thể bổ sung thêm enzyme tốt vào trong cơ thể từ những cái nguồn thức ăn tươi mới, những cái nguồn thức ăn từ hoa quả. Và mình có thể sẽ bổ sung thêm các cái loại men, nó là những cái loại men gọi là men vi sinh chứ không phải là men tiêu hóa. Men vi sinh thì sẽ bổ sung các cái lợi khuẩn vào trong đường ruột của mình để làm cho đường ruột của mình được hoạt động tốt hơn. Và nếu là cái nguyên nhân khác như là cái nguyên nhân về mình ăn các cái loại thức ăn khó tiêu, ví dụ như là mẹ Tâm ví dụ một số những loại thức ăn có chứa nhiều hàn the thì sẽ gây khó tiêu và đầy bụng, hoặc là ăn bún khô hoặc là ăn các cái loại mì chẳng hạn thì nó cũng sẽ dẫn đến đầy bụng, thì mình sẽ hạn chế những cái nguyên nhân như thế, mình giảm ăn cái đồ ăn như thế để mình sẽ không bị đầy bụng đi nữa. Và khi mà bị đầy bụng thì cũng có thể nguyên nhân đến từ viêm loét dạ dày hoặc là tá tràng. Đó, thì mình xem là ngoài cái triệu chứng đầy bụng thì mình có bị đau bụng không, đau thượng vị không, hoặc là đau phần đại tràng hay không. Thì đến lúc đấy khi mà mình đã xác định được cái nguyên nhân rồi thì mình sẽ loại trừ dần những cái nguyên nhân đấy. Và nếu mà đầy bụng thì mình sẽ chú ý rằng là trong ngày thì mình sẽ chia nhỏ các cái bữa ăn ra để giảm cái áp lực cho dạ dày của mình, và mình sẽ cần phải hạn chế một số những cái đồ ăn mà sẽ khiến gây đầy bụng khó tiêu, ví dụ như là các cái đồ chiên rán, các cái chất kích thích như là rượu, bia, cồn, cà phê, thuốc lá thì mình sẽ hạn chế trong cái thời gian này. Và có một điều rất là quan trọng nữa mà mẹ Tâm thấy rằng là bây giờ các mẹ cũng như là các bố làm văn phòng quá là bận rộn, và buổi tối thì mình sẽ thường ăn rất là muộn, khoảng 7 rưỡi 8 giờ mình mới ăn, thì sau khi mình hoàn thành xong bữa ăn cũng phải đến tầm 8 rưỡi rồi. Và các cái chuyên gia về tiêu hóa đều khuyên rằng là để cái hệ tiêu hóa có thể hoạt động tốt nhất và tránh những cái tình trạng trào ngược dạ dày khi mà chúng ta nằm ngủ và thức ăn nó chưa tiêu hóa hết, thì mình cần kết thúc bữa ăn tối trước cái giờ mình đi ngủ là khoảng từ 4 cho tới 5 giờ. Đó, thì cái cơ thể của mình lúc đấy cái dạ dày nó mới trống thì mình đi ngủ thì nó sẽ không bị trào ngược cái thức ăn lên trên cái dạ dày. Bởi vì cái vấn đề trào ngược nó sẽ gây ra cái hậu quả rất là nghiêm trọng, đấy là có thể dẫn đến ung thư thực quản. Đó, bệnh viêm loét dạ dày thì nó cũng ít gây ra ung thư dạ dày thôi, nhưng mà khi mà cái thức ăn ở trong dạ dày này nó trào ngược lên trên thực quản này thì rất dễ gây ung thư thực quản, bởi vì thực quản nó là một cái môi trường kiềm, còn dạ dày thì có tính axit, thì mọi người hình dung rằng là mình cứ quét cái lớp axit liên tục lên một cái môi trường mà nó chỉ quen thuộc với cả cái môi trường kiềm thôi thì đang gây quá tải cho nó, và nó sẽ dẫn đến là nó sẽ dễ bị ung thư thực quản. Đó, thì
Có một điều nữa mẹ Tâm muốn nhắn nhủ đến các mẹ rằng là khi mà mình bị các cái triệu chứng về đầy bụng thì trước tiên là mình phải tìm ra nguyên nhân và mình loại trừ dần. Đồng thời mình sẽ kết hợp thêm cái việc là ăn uống cũng như là sinh hoạt thật là điều độ. Mình sẽ kiêng các cái chất kích thích rượu bia thuốc lá. Mình sẽ ăn những cái chất dễ tiêu, những cái chất mà tươi mới như là hoa quả tươi mới này, ăn các loại cá thay cho những cái loại thịt thì nó sẽ chứa nhiều enzyme, nó sẽ tốt cho cái hệ tiêu hóa của mình. Chú ý rằng phải uống nhiều nước và mình sẽ uống nước một trước khi ăn 1 giờ và uống khoảng từ 5 cho tới 700 ml nước khi ăn 1 giờ để làm hoạt hóa cái vi khuẩn ở trong cái đường ruột này lên, để cho cái đường ruột của mình nó tốt lên. Sau đấy 30 phút thì mình sẽ ăn hoa quả. Ăn hoa quả thì bởi vì là cái lúc này là có thể cái dạ dày của mình nó chưa tốt thì mình sẽ chọn những cái hoa quả nó ngọt một chút. Mình ăn trước khi bữa ăn chính là 30 phút, bởi vì là hoa quả nó sẽ không gây đầy bụng, nó chỉ mất có 30 phút là xuống đến ruột của mình rồi. Thế nên là mình ăn hoa quả trước 30 phút để cho cái enzyme ở trong hoa quả nó được đưa vào trong cơ thể của mình, nó tốt cho cái hệ tiêu hóa của mình thì mình sẽ giảm được cái tình trạng đầy bụng. Và chú ý rằng là các mẹ, mẹ Tâm biết rằng là rất là bận. Ngoài cái công việc ở cơ quan này, rồi còn công việc nội trợ, dạy con học, rồi cho con ăn, cho con ngủ, thì mẹ cũng sắp xếp ra một buổi sáng mình sẽ dậy sớm thêm 30 phút để mình tập thể dục. Những cái bài tập thể dục thực sự là khi tập xong thì mình cảm thấy rất là dễ chịu, và tập xong thì mình cảm thấy tinh thần của mình rất là sảng khoái và năng lượng ở trong một ngày nó lên rất là cao. Và khi mà mình tập xong ấy thì mình cảm thấy là cơ thể của mình nó bị đốt rất nhiều năng lượng, và vì thế mà mình cảm thấy ăn rất là ngon miệng. Thật sự là lúc đấy mình ăn mình còn phải hãm lại mình ăn, bởi vì là cái tốc độ ăn nó rất là kinh khủng. Lúc mình tập ấy thì nó bị đốt năng lượng nhiều nên là mình sẽ có cái nhu cầu để nạp nhiều năng lượng hơn và mình ăn sẽ ngon miệng hơn. Đó, thì mẹ Tâm sẽ tổng kết lại những cái cách để làm giảm cái triệu chứng đầy bụng. Đấy là mẹ cần phải tìm ra nguyên nhân này, hạn chế các nguyên nhân đầy bụng. Mình sẽ uống nước trước khi ăn 1 giờ, ăn hoa quả trước khi ăn 30 phút, và mình sẽ hạn chế các cái đồ ăn mà khó tiêu hóa như là dầu mỡ chiên rán, các sản phẩm từ sữa, hạn chế các cái chất kích thích như rượu bia, thuốc lá, và quan trọng hơn nữa là mình cần phải đi ngủ sớm và ăn sớm lên ở buổi tối, tập thể dục mỗi ngày. Và chúc cho tất cả các mẹ sẽ có một hệ tiêu hóa thật là tuyệt vời để các mẹ có thể ăn thấy, cảm thấy ngon miệng hơn, cảm thấy cơ thể mình sẽ khỏe mạnh hơn và có nhiều sức khỏe hơn để có thể chăm sóc cho cả gia đình mình. Và nếu thấy video này hữu ích thì hãy đừng quên subscribe kênh YouTube của mẹ Tâm và hãy share cái video này để cho nhiều mẹ khác cũng được biết nhé. Cảm ơn các mẹ đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.